Chào mừng toàn thể các quý khách hàng đã quay trở lại với video mới của kênh YouTube giới thiệu về sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tại trung tâm làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định ạ. Cơ sở sập gụ Minh Hướng, một chuyên ngành sản xuất, tu sửa và chế tác tất cả các mẫu mã sập gụ Lào đẹp, giá tại xưởng sản xuất, giá tận gốc luôn đấy các bác ạ. Và hiện tại là em Hương đang ở bên cơ sở 2. Và địa chỉ của cơ sở 2 của em là ở khu công nghiệp 1, làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và cơ sở 1 của em có địa chỉ là ở số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và đến tham quan trực tiếp hai cơ sở em để tham khảo những mẫu sập gụ Lào đẹp ạ. Và trong video ngày hôm nay em xin phép quay đến các quý khách hàng hai mẫu mã sập gụ Lào, hai mẫu sập trơn chân quỳ được cơ sở em chọn vân cực VIP và cực đỉnh luôn ạ. Và đây đó chính là đơn hàng đặt của anh khách tại Đông Anh, Hà Nội, đã đặt tại cơ sở em hai mẫu mã sập gụ Lào được chọn vân cực kỳ là nổi bật, cực kỳ là đồ sộ. Những thớ vân, thớ thịt nổi lên cuồn cuộn, đen kịt, vô cùng là đẳng cấp, phải không hả các bác? Và các bác đang có mức giá đầu tư chỉ có 29 triệu thì các bác đã sở hữu ngay cho gian nhà của mình một bộ sập trơn gỗ gụ Lào chọn vân cực kỳ VIP, cực kỳ là đẳng cấp luôn rồi ạ. Và với phần mặt sập được cơ sở em làm là mặt khuôn 10 ván 3 phân, hai tấm ván dày dặn bong từ một cây gỗ ra, vân đồng đều, rất đẹp phải không hả các bác? Đây nè, ở phần mặt sập này được cơ sở em làm là dày 10 phân và khuôn là rộng 19 phân. Và những các đường chi tiết mộng thắt đều cơ sở em làm vô cùng là cẩn thận luôn ạ. Mặt sập là gồm có 9 thang lim, 3 thang thắp, cố định rất đẹp phải không hả các bác? Và được làm là dày 10 phân, rất chắc chắn phải không hả các bác? Và hai tấm gỗ là bong từ một cây gỗ ra, hai tấm cùng cây vân đối xứng rất đẹp luôn ạ. Và các bác cùng em chiêm ngưỡng toàn thể của bộ sập gụ này. Thì ở mẫu sập gụ này, ở phần dạ tiền được cơ sở em chọn vân này, vô cùng là đẳng cấp luôn ạ. Và một bộ sập gụ VIP như thế này, dù nhìn ở các góc cạnh nào thì chúng ta đều có thể nhìn thấy sự đẳng cấp, lịch lãm riêng của bộ sập gụ này. Và một điểm đặc biệt là phần dạ, phần quây của bộ sập gụ này đều được cơ sở em là vén viền bên dưới, vô cùng là đẹp luôn ạ. Những từng đường nét chặt viền rất đều. Thì để chặt được những đường viền đều và thẳng tăm tắp như thế này thì đòi hỏi người thợ phải có tay nghề thâm niên rất cao luôn ạ. Và những đường chỉ đều chặt rất đều, rất thẳng tăm tắp. Và đặc biệt là ở phần dạ tiền này được cơ sở em làm là dạ dày 10 phân, gỗ đặc nguyên khối. Và phía dưới đây là được đục đôi sóc đang trộm nho. Và phần chân sập được cơ sở em làm là chân vuông 25 phân liền khối, gỗ đặc hết ạ. Và phía bên tay trái của em Hương đây cũng được cơ sở em là vén đôi sóc đang trộm nho, rất sinh động phải không hả các bác? Thì ở phần dạ tiền được cơ sở em làm là dạ dày 10 phân, gỗ đặc nguyên khối. Và một điều đặc biệt là được cơ sở em chọn gỗ vân rất đẹp luôn ạ. Phần chân sập này được làm chân là vuông 25 phân. Và phía dưới được đục là hoa lá tây, vô cùng là hiện đại phải không hả các bác? Và với mẫu sập vô cùng là đẹp và đẳng cấp như thế này thì phù hợp với mọi gian nhà, từ nhà gỗ đến nhà hiện đại đến nhà ba gian đều rất phù hợp và không bao giờ lỗi mốt luôn đấy các bác ạ. Và phần mặt sập được cơ sở em chọn những loại gỗ nục nạc, gỗ từ một cây đồng màu. Và cam kết là hàng sạch sẽ, trần lõi từ dạ trong cho đến dạ ngoài luôn ạ. Và các bác cùng em có thể chiêm ngưỡng thật kỹ lại hai mẫu sập gụ Lào được cơ sở em làm đặt cho anh khách tại Hà Nội luôn ạ. Một mẫu sập được chọn vân cực đỉnh, cực VIP và cực kỳ nổi bật mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Và bên cơ sở em có rất nhiều các mẫu mã sập gụ Lào khác nhau để cho các quý khách hàng tha hồ lựa chọn luôn ạ. Giá chỉ từ 25 đến 31 triệu đồng là các bác có thể sở hữu ngay một bộ sập gụ Lào đẹp lung linh về cho gian nhà rồi ạ.
và các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số Zalo trên màn hình để được em Hương tư vấn và báo giá trực tiếp cho mọi người ạ. Và xin chào mọi người tại một video tiếp theo ạ.